Vâng, xin chào các bạn. Sau đây mình xin giới thiệu một cái thể loại nhạc cụ mình vừa làm xong chiều nay. Thì nó hơi sơ sài một chút. Và để chơi cái thể loại nhạc cụ này thì chúng ta phải dùng bằng dép, chữ dép tông. Vâng, và để mình chơi thử với các bạn nghe nhé. Nhịp. Xem một bài nữa nha. Nhịp. Ok. Vâng, xin chào các bạn.